Khỏe tự nhiên xin kính chào quý vị khán giả. Các bạn thân mến, hôm nay Sức khỏe tự nhiên xin gửi đến các bạn những thông tin hữu ích về sức khỏe sau đây. 15 thực phẩm và vitamin tốt cho mắt, giúp mắt sáng khỏe. Mắt là một trong những bộ phận rất quan trọng của cơ thể. Vì vậy, việc chăm sóc mắt luôn được chúng ta quan tâm đặc biệt. Hiện nay với chế độ làm việc, học tập không hợp lý của nhiều người đã làm cho sức khỏe mắt suy giảm đi đáng kể. Nếu bạn đang trong tình trạng này và đang tìm kiếm những thực phẩm và vitamin tốt cho mắt thì đừng bỏ lỡ video này nhé. Các thực phẩm tốt cho mắt. Hầu hết những dưỡng chất tốt cho đôi mắt đều có trong thành phần của các loại rau củ, quả từ tự nhiên. Vì vậy, bạn hoàn toàn có thể cải thiện sức khỏe cho đôi mắt của mình bằng những thực phẩm quen thuộc hàng ngày như dưới đây. 1. Cá hồi. Nhắc đến những thực phẩm tốt cho mắt thì cá hồi là một trong loại thực phẩm không nên bỏ qua. Trong cá hồi chứa rất nhiều axit béo omega 3 giúp ngăn ngừa các bệnh về mắt. Bạn nên ăn một tuần 2 bữa cá hồi để cơ thể có thể hấp thụ được tối đa lượng omega 3 cần thiết cho đôi mắt. Ngoài cá hồi, các loại cá biển khác như cá mồi, cá trích, cá thu và cá ngừ cũng rất tốt cho đôi mắt của bạn. 2. Cà rốt. Cà rốt là loại củ rất quen thuộc với mỗi chúng ta. Điều mà ai cũng biết đó là cà rốt có chứa rất nhiều vitamin A giúp sáng mắt, tăng cường sức khỏe giác mạc, bảo vệ các tế bào trong mắt và khắp cơ thể. Ngoài ra, trong thành phần của củ cà rốt còn chứa chất lutein. Chất này có khả năng làm tăng mật độ sắc tố trong võng mạc, giúp bảo vệ võng mạc và làm giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng, một trong những căn bệnh thường gặp về mắt hiện nay. 3. Các loại rau lá xanh. Rau xanh là thực phẩm không thể thiếu trong thực đơn hàng ngày của mỗi chúng ta. Chúng không những tốt cho cơ thể mà còn rất tốt cho mắt. Thường thì những loại rau xanh có chứa rất nhiều chất lutein và zeaxanthin. Hai chất này có khả năng bảo vệ mắt khỏi tác động có hại từ ánh nắng mặt trời. Các loại rau xanh được biết nhiều đến nhất là rau bina, cải xoăn, cải lá. Để cải thiện thị lực và sức khỏe, giảm cholesterol, giảm mất trí nhớ thì bạn nên tăng cường ăn rau xanh mỗi ngày nhé. 4. Khoai lang. Khoai lang được biết đến là một loại củ có chứa lượng vitamin A và hàm lượng beta carotene rất dồi dào. Mà vitamin A lại là một chất dinh dưỡng không thể thiếu cho mắt. Vì vậy, để tăng cường sức khỏe cho đôi mắt thì bạn không nên bỏ qua khoai lang nhé. Ăn khoai lang sẽ giúp bạn cải thiện rất nhiều chứng bệnh về mắt như giảm thị lực, hạn chế tình trạng khô mắt, ngăn ngừa đục thủy tinh thể, thoái hóa điểm vàng, tăng nhãn áp và bảo vệ mắt khỏi nhiễm khuẩn và virus. Ngoài ra, trong thành phần của củ khoai lang còn chứa một lượng vitamin D dồi dào. Vitamin giúp tăng cường sức khỏe xương. Thêm vào đó, khoai lang có chứa kali và vitamin B6, ngăn ngừa huyết áp cao và hạn chế bệnh tim mạch. 5. Cà chua. Theo nhiều người thì những thực phẩm có màu đỏ thường là những thực phẩm rất tốt cho mắt. Quả thật đúng vậy. Trong cà chua có chứa chất lycopene giúp bảo vệ võng mạc và mắt khỏi tác động có hại của ánh sáng mặt trời. Lycopene cũng giúp bảo vệ sự toàn vẹn của tế bào, ngăn ngừa ung thư. Cà chua còn có rất nhiều vitamin C rất tốt cho mắt. Hơn nữa, vitamin C còn bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của gốc tự do, giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các chất dinh dưỡng khác. 6. Quả bắp. Nhiều nghiên cứu cho rằng, ăn nhiều quả bắp thường xuyên sẽ làm thuyên giảm tình trạng đục thủy tinh thể và giúp ngăn ngừa sự tiêu hủy của các sắc tố màu vàng trong mắt. Vì trong bắp có chứa hai chất beta carotenoid và folate rất tốt cho mắt. Ngoài ra, ngô còn biết đến là loại quả có rất nhiều chất zeaxanthin và lutein. Đây là hai chất có khả năng chống oxy hóa tốt, bảo vệ cho sức khỏe đôi mắt một cách toàn diện. 7. Trứng gà. Trứng cũng là một trong những thực phẩm nằm trong danh sách những thực phẩm tốt bổ cho mắt.
Trong lòng trắng trứng có chứa lutein và zeaxanthin cùng với một lượng kẽm rất lớn, có khả năng tạo ra sắc tố melanin khi kết hợp cùng với lượng vitamin A giúp bảo vệ đôi mắt, chống lão hóa, khô mắt, mỏi mắt và suy giảm thị lực ở con người. 8. Quả óc chó. Óc chó được biết đến là một loại quả rất giàu chất dinh dưỡng. Trong thành phần của óc chó có chứa một lượng lớn các axit béo omega 3, có chức năng rất quan trọng trong việc duy trì sức khỏe tổng thể của mắt. Ngoài ra, quả óc chó còn có chứa một lượng kẽm và vitamin A rất dồi dào, cùng chất chống oxy hóa, giúp chống viêm và bảo vệ sức khỏe cho tim mạch. Để mắt luôn sáng đẹp thì mỗi ngày bạn nên ăn một ít quả óc chó nhé. 9. Bơ. Bơ là một loại trái cây mà bạn không nên bỏ qua nếu muốn bảo vệ đôi mắt sáng khỏe của mình. Nó là một loại trái cây chứa rất nhiều vitamin bổ dưỡng cho đôi mắt như vitamin A, vitamin C, vitamin B6 và vitamin E. Trong thành phần của quả bơ còn có chứa rất nhiều lutein giúp ngăn ngừa thoái hóa điểm vàng, đục thủy tinh thể và những bệnh khác liên quan đến mắt. 10. Tỏi. Tỏi nổi tiếng là một trong những thực phẩm có chứa nhiều chất selenium và các chất dinh dưỡng cần thiết cho mắt như vitamin C và quercetin. Vì vậy, để sở hữu được đôi mắt sáng khỏe, bạn nên bổ sung tỏi kết hợp vào những bữa ăn hàng ngày của gia đình mình nhé. Những vitamin tốt cho mắt. Ngoài việc sử dụng các thực phẩm để chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho đôi mắt, thì bạn cũng có thể trực tiếp bổ sung những loại vitamin cần thiết cho đôi mắt như sau. 1. Vitamin A. Hầu như ai cũng biết, vitamin A là loại dưỡng chất vô cùng quan trọng và cần thiết cho đôi mắt. Trong vitamin A có chứa chất chống oxy hóa, có tác dụng bảo vệ mắt, điều trị bệnh khô mắt rất hiệu quả. Ngoài ra, vitamin A còn có khả năng tăng cường sức khỏe cho niêm mạc và giác mạc, chống lại các bệnh nhiễm trùng do vi khuẩn hoặc virus. Hiện nay, lượng người thiếu hụt lượng vitamin A rất nhiều, đặc biệt là ở trẻ nhỏ và bà bầu. Để tăng cường lượng vitamin A cho cơ thể, bạn nên bổ sung những loại thực phẩm có màu đỏ như trứng, cà rốt, cà chua, đu đủ, khoai lang. 2. Vitamin B. Những vitamin nhóm B bao gồm vitamin B1, vitamin B2, B6 và B12, vân vân, đều là những chất không những quan trọng trong quá trình phát triển hệ thần kinh thị giác mà còn giúp bảo vệ mắt và có thể ngăn ngừa một số bệnh thường gặp ở mắt. Trong vitamin nhóm B thì vitamin B2 quan trọng nhất cho mắt. Chúng có chức năng rất quan trọng trong quá trình trao đổi sắc tố ở võng mạc, giúp mắt thích nghi với ánh sáng và làm hạn chế những bệnh về mắt như nhức mỏi, viêm mắt, chảy nước mắt. Bạn nên ăn nhiều thịt gà, thịt bò, cá hồi, trứng, sữa, nấm, cà chua, súp lơ, bông cải xanh, cải bó xôi để bổ sung đầy đủ vitamin B cần thiết cho cơ thể và cho sự phát triển của mắt. 3. Vitamin C. Vitamin C có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, nên đây cũng là loại vitamin không thể thiếu cho đôi mắt. Ngoài ra, vitamin C còn có nhiệm vụ bảo vệ mắt khỏi tác hại của tia cực tím, có thể kiểm soát tình trạng viêm trong mắt và giúp các tế bào chống lại quá trình oxy hóa. Đặc biệt, vitamin C là dưỡng chất không thể thiếu trong quá trình sản xuất collagen, giúp điều trị bất kỳ tổn thương nào trong các mô của mắt, ngăn ngừa và trì hoãn sự phát triển của bệnh đục thủy tinh thể, là giảm tình trạng xuất huyết, kết mạc và chảy máu trong nhãn cầu một cách đáng kể. Những thực phẩm giàu vitamin C thường là những loại trái cây có vị chua như bưởi, cam, chanh, quýt, dứa hoặc các loại rau mùi như kinh giới, rau ngò, thì là, hành lá, vân vân. Đặc biệt, dưỡng chất được chứng minh có thể có trong các loại rau củ quả như cam, chanh, ổi, đu đủ, su hào, xoài, dâu và dứa, vân vân, là những thực phẩm dồi dào vitamin C nhất. 4. Vitamin E. Theo nhiều nhà nghiên cứu khoa học thì vitamin E không những giúp cho đôi mắt sáng, nhanh nhạy mà còn đảm bảo giữ cho đôi mắt được khỏe mạnh, tránh được nhiều bệnh thường gặp như bệnh thoái hóa điểm vàng và
và đục thủy tinh thể. Vitamin E là một trong những hoạt chất có tác dụng chống oxy hóa rất mạnh, giúp bảo vệ mắt khỏi tác nhân gây hại bên ngoài, thúc đẩy tuần hoàn máu và hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm thị lực. Những loại thực phẩm giàu vitamin E xuất hiện nhiều trong các loại dầu thực vật như dầu đậu nành, dầu mè hoặc các loại hạt có vị béo như hạt hạnh nhân, đậu phụng, hướng dương, hạt bí, hạt dưa, v.v. hay mỡ cá, sữa, thịt, gan, v.v. 5. Lutein và zeaxanthin. Một trong những chất dinh dưỡng hàng đầu không thể thiếu cho sức khỏe đôi mắt đó chính là chất lutein và zeaxanthin. Lutein là loại hợp chất carotenoid chống viêm. Khi kết hợp với zeaxanthin thì nó sẽ có tác dụng bảo vệ các điểm vàng của mắt, hạn chế và ngăn ngừa tình trạng thoái hóa điểm vàng và quá trình oxy hóa. Lutein và zeaxanthin xuất hiện nhiều trong những loại thực phẩm có màu cam hoặc rau xanh. Việc thiếu hụt lượng vitamin cho mắt sẽ làm ảnh hưởng rất nhiều đến sức khỏe của đôi mắt, làm suy giảm chức năng của mắt và dễ kiến mắt những bệnh thường gặp về mắt như cận thị, viễn thị, mờ mắt, đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng, v.v. Tóm lại, để đôi mắt được sáng khỏe thì bạn cần phải chăm sóc nó mỗi ngày. Ngoài chế độ ăn uống đầy đủ những chất dinh dưỡng bổ mắt, bạn cần kết hợp với chế độ làm việc, học tập và nghỉ ngơi hợp lý. Không ngồi quá lâu trước máy vi tính, nên mang kính râm khi ra đường và nên ngủ đủ giấc mỗi ngày. Ngoài ra, hàng năm nên đi khám mắt định kỳ 1 năm 2 lần để có thể phát hiện và điều trị kịp thời các bệnh về mắt, tránh những biến chứng nguy hiểm về sau. Bản tin sức khỏe tự nhiên hôm nay xin được tạm dừng tại đây. Xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin lần sau. Thân ái! Cảm ơn bạn đã xem video của Sức khỏe tự nhiên. Hãy like, comment và đăng ký kênh bạn nhé. Vì sức khỏe người Việt.